Một lít xăng giảm từ 830 đến 840 đồng, dầu hỏa và diesel hạ từ 700 đến 740 đồng từ 15 giờ chiều nay. Đây cũng là đợt giảm giá xăng dầu liên tiếp từ cuối tháng 3 cho đến nay. Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết, với việc điều chỉnh này, giá xăng E5 RON92 giảm về 26.470 đồng, xăng RON95 là 27.310 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng giảm từ 700 đồng đến 740 đồng một lít. Trong kỳ điều hành lần này, do quỹ bình ổn giá đang âm, thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Vì vậy, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh linh hoạt công cụ để đảm bảo giá xăng dầu trong nước giảm theo xu hướng giá thế giới và có dư địa điều hành thời gian tới. Đây là kỳ điều hành thứ hai và giá mặt hàng này được áp dụng mức giảm 5% thuế môi trường theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giảm thuế được áp dụng từ 1 tháng 4 đến hết năm nay.